Chào mọi người đang xem cái clip này của Tiến nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với tất cả mọi người một cái dòng súng bắn đạn cao su mà giá chỉ có 2 triệu thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đây là súng bút. Súng bút bắn bằng đạn cao su nha. Thì cái loại súng này là cái dòng súng bút mà cải tiến mới nhất luôn nè. Thì nó so với những cái dòng mà súng bút mà nó cầm nó kéo thả, thì cái loại bút này nó có quy lực hơn và nó cái độ chính xác của nó là cao hơn rất nhiều luôn. Nhiều khi mà cầm rồi cái mẫu cũ là phải cầm ra, một tay cầm một tay giữ rồi buông ra, nhiều khi cái tay nó rung rồi rung lắc vậy nè, không thể nào chính xác được. Cái này nó cải tiến, nó có một cái nút bấm ở trên đây, mình chỉ cần kéo ra là mình sử dụng, là mình bấm cái nút này là ok. Đây là súng bút nha, súng bút cái mẫu cải tiến mới nhất này nè. Thì cái cách tháo nắp đơn giản lắm, mình chỉ cần chặn cái đầu này ra. Đạn là mình bỏ sẵn viên này, mình đã test rồi nha, đã đập lủng lỗ rồi. Rồi mình chỉ dặn lại thôi, bỏ ra là mình dặn lại đó. Mình làm một tay, thao tác một tay thôi nhưng mà cũng ok nha. Dặn cũng nhanh lắm. Đây là súng bút rồi, mình kéo hết, tại vì mình quay một tay, các bạn thông cảm nha. Cái cây quay của mình để ở đâu rồi đó. Đây mình chỉ kéo lên như thế. Rồi khi mà mình muốn sử dụng thì mình cầm như thế này, mình thẳng về cái phía mà mình muốn bắn, mình bóp bóp thì nó sẽ kim quả nó sẽ đập vào là nó kích nổ ngay. Rất là đơn giản luôn, rất là tiện lợi, dễ cất giấu nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn nè. Chất liệu của nó làm bằng cái hợp kim, không, nó làm cái dạng như đồng á, nó là đồng, hợp kim đồng mà nó rất là. Anh em nhìn cái màu vàng này không? Súng bút, cái nhược điểm duy nhất của cây súng bút này là nó chỉ có một viên thôi. Nhưng mà bù lại thì so với những cái dòng súng mà để bắn được đạn cao su, bắn được đạn đầu đạn cao su như thế này thì cái giá 2 triệu quá là rẻ rồi. Để mà bắn được cái như này giá thành cực kỳ rẻ luôn, súng bút. Dễ cất giấu, nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn nha, súng bút. Để mình nói lại một lần nữa cái cách giao dịch, thì hiện tại bên shop của mình là không có còn cách giao dịch nào mà chuyển khoản nhận hàng. Anh em mình muốn mua hàng thì mình bắt buộc phải chuyển khoản trước cho mình mới gửi hàng nha. Chuyển khoản 100%, không còn cách giao dịch khác. Anh em muốn ship code hoặc là cái vấn đề nhận hàng trả tiền gì đó thì shop mình không có làm, shop mình chỉ chuyển khoản rồi mình gửi hàng cho anh em nha. Tin tưởng, nếu mà cảm thấy tin tưởng shop thì hãy gọi điện thoại cho mình. Số điện thoại liên hệ mình cũng có để góc trái màn hình nè, 0706 22 435. Đó, súng bút bắn bằng đạn cao su. Đạn cao su là đạn cao su 90mm nha. Thì một cây súng bút này 2 triệu mình tặng kèm cho anh em là 3 viên kẹo cao su. Kẹo cao su như thế này, mình tặng kèm thêm cho anh em mình 3 viên luôn nha. Đây súng bút thì mình, cái súng bút này nó cũng không có phải hư hay lỗi giặt, không, xài thật sự mình cảm thấy cái súng bút này xài cực kỳ bền, cực kỳ tốt luôn. Nếu mà sau này cái lò xo nó bị giãn thì mình chỉ tháo ra thay cái lò xo thôi, nó không có gì, là nói chung là xài cực kỳ bền, cực kỳ êm luôn nha anh em. Súng bút 2 triệu. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Anh em nào tin tưởng ủng hộ thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại này của mình nha. Rồi anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh giúp mình để mình ra những cái video test thì anh em mình xem được ngay luôn nha. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt.